Chào mừng đã quay trở lại với MC Kiếm Mình. Không ai là hoàn hảo cả, và cả quy luật riêng của thầy Vát cũng không thoát khỏi điều này. Nên hôm nay hãy cùng tôi đến với những thông tin vô dụng, bóc phốt, thói hư tật xấu hay những điểm đáng chê về 76 nhân vật trong Genshin nha. Abedo, một ông anh người hoàn hảo nhất bạn có thể tìm được trong xã hội. Đẹp trai, học thức cao, vẽ đẹp, giỏi ăn nói, nhiều tiền, vân vân. Nhưng anh coi việc giao tiếp với người lạ rất phiền phức, tốn thời gian để duy trì, và nếu ngừng giữa trường thì cũng tốn công khôi phục lại. Ahitham lại là một ông anh tài sắc vẹn toàn nữa, nhưng do hiện tại chức anh ấy cũng khá cao nên là cũng phải xử lý khá giấy tờ. Thế là mấy lúc lười hoặc bận quá là anh từ chối sạch mấy cái không quan trọng. Aloy, từ tựa game Horizon Zero Dawn, Aloy được xây dựng với hình tượng anh hùng cứu thế, nên chắc là cô hay bỏ bê bạn bè để đi cứu thế giới thôi. Amber, ngoại trừ bộ skill yếu, Amber là mẫu người thiên về vận động hơn, nên là mỗi khi dính đến giải đố hoặc đố mẹo gì đó thì cô đều cố lảng tránh chúng. Arataki Ito, ông chúa tạo vấn đề cho Kuki giải quyết, đi đến đâu là có vấn đề ở đấy, và hễ cứ thấy Sara là gây sự. Baizu, như chúng ta đã biết thì Baizu không quan tâm tới sức khỏe bản thân cho lắm, cho dù ổng ho sặc sụa như thế này. Hoặc bên tiếng Nhật thì nhẹ nhàng hơn. Thì vẫn nói mình không sao cả. Ngoài ra thuốc của Baizu tuy là cực kỳ hiệu quả nhưng cũng nổi tiếng với sự đắng đến mức mà Keqing cũng không quên được. Barbara, như đã biết Barbara rất thích ăn các món cay, nhưng mỗi tội là đôi khi cô ăn nhiều quá nên dạ dày của cô thường xuyên trong tình trạng không ổn lắm. Bedo, ở Liyue thì độ giàu của Bedo chắc chỉ thua mỗi Ninh Quang. Tuy sự giàu có của cô thường không được nhắc đến, nhưng vì nhiều lý do mà cô vi phạm luật của Liyue nhiều vô số kể, và mỗi lần đều ngoan ngoãn đóng phạt, theo Ninh Quang thì tổng số tiền cũng đủ mua cả một con tàu viễn dương rồi. Bennett, tôi thấy có ông trên Facebook nói thế này, Bennett là người xui xẻo nhất thế giới và vận rủi luôn tới với cậu và những người xung quanh. Nhưng kiểu gì thì cậu vẫn luôn sống sót trở ra cùng vài vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy cậu là người xui nhất hay là may mắn nhất? Candice, theo Diha, cô cực kỳ cứng đầu, không phải là một trái tim sắt, không có lòng nhân từ mà là cực kỳ cố chấp với những gì mình đang làm như đám thú thổ hàng vậy. Charlotte, do cô quá hăng mà mỗi lần phỏng vấn thì đều khiến cho đối phương, nếu là người lạ không quen biết sẽ bị ngợp, hoặc thậm chí bắt đầu đề phòng nghĩ rằng cô đang hỏi cung họ. Trong Jun, trong đội ông trẻ này thì một là trừ ma diệt quỷ, thứ còn lại sẽ là câu hỏi, cái này có nóng hay là cay không? Carly, em tôi không có gì để chê cả, để em nói yên đi. Sino, ngoại trừ đống chuyện cười của ông thần này thì Sino cũng cực kỳ thích thất thánh triệu hồi. Anh sẵn sàng chi hàng mấy triệu Mora cho một lá bài hiếm, và vì anh có rất ít bạn nên thường xuyên làm phiền Tainori để chơi bài. Diha, đây là một điểm mạnh ở người thường nhưng là một điều mà các lính đánh thuê Enemy coi là dở hơi. Sư tử lửa của sa mạc rất quan tâm đến ngoại hình của mình, cố luôn giữ bản thân mình sạch sẽ và thơm tho, cũng như là không quên trang điểm sau mỗi nhiệm vụ và thời gian rảnh rỗi của mình. Diluc, Batman của Monstat cũng không khác gì của vũ trụ DC cho lắm, khi mà anh cũng thường xuyên để cấp dưới xử lý các vấn đề của tiểu trang và chăm chăm đi làm anh hùng. Diona, thuộc chủng tộc lai mèo nên cô không thích bất kỳ ai tỏ ra ghét mèo, bất kể lý do trừ khi đó là do dị ứng. Và cô cũng ghét các loại rau củ như cà rốt, khoai tây, hành tây, cà chua, vân vân như mọi đứa trẻ khác. Dory sẵn sàng bán cả vision của mình nếu được giá, và đôi khi trong những món hàng lậu cô bé bán cũng có mấy thứ cô còn không biết để làm gì, nhưng cứ bán kiếm mora thôi. Yula, như mọi con dân của thần tiểu, cô cũng cực kỳ thích uống rượu cũng như là rượu bồ công anh, nhưng mà tiểu lượng của cô thì nhìn chung là không cao lắm, cho nên là cứ hơi ngà ngà say là cô lại ghi nợ thêm một đống. Faruzan, vị tiền bối này sau khi bị mắc kẹt 100 năm trong di tích thì chắc chắn là mất vị giác luôn rồi, nên chỉ cần bột mì nướng lên là thấy ngon. Fisso, bệnh Chuni của Fisso đôi khi cũng khiến OZ cứng họng và không biết nên làm gì. Freeminet, từ cậu bé cực kỳ thích các câu chuyện cổ tích và tạo ra các hiện thực hóa các nhân vật cậu đã đọc trong đầu mình, và khi lớn lên thì cậu cũng không chịu từ bỏ chúng. Mỗi khi có cảm xúc tiêu cực là cậu lại đội chiếc mũ lặn lên và chìm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình. Furina, từ khi trở về làm người bình thường thì cô gần như trở thành hikikomori luôn rồi. Tối thì đọc tiểu thuyết, ngày thì chỉ bước ra ngoài để mua pasta với sốt rồi lại về, siêu cấp hướng nội luôn. Ganju, cho dù có bao nhiêu cái tật xấu đi chăng nữa thì cũng sẽ bị lu mờ bởi câu ngày xưa Ganju béo vê lờ các cháu ạ. Tuy là chủng tộc ăn chay và được biết tới hiện tại, Ganju vẫn chưa vi phạm các quy tắc này, nhưng vẫn bị các món ăn ở vạn dân đường làm cho cơn thèm ăn trỗi dậy. Goro, người lục tất cả mọi thứ thì tôi không thể kiếm được cái gì để chê tiểu thư Hina cả. Ân cần, thích ứng tình huống tốt, cái gì cũng ổn cả. Chỉ có một điều, Kokomi nói là cậu khi chiến đấu quá hăng thì sẽ mất kiểm soát, cắm đầu vào giữa kẻ địch thôi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, ông cầm cung mà, tính vả cây cung vào mặt kẻ địch hay gì? Hu Tao, mãi rô, chết từng bừng tặng quà không ngừng, mua 2 tặng 1 đề. Nếu có thứ gì đáng sợ hơn đám ma thần hoặc mấy con ma thì chắc chắn đó là Hu Tao. Hết. Jin, nếu bạn nói làm việc quên mình quên thời gian là một thói quen xấu không nên có thì Jin sẽ là tội phạm lớn nhất mọi thời đại. Kazuha, ông nội lãng khách này tưởng thì hào hiệp lắm, nhưng mà nếu mà không có Bedo đón ổng về làm thuyền viên thì chắc là ông cũng đi ăn xin hoặc ngủ bờ ngủ bụi đâu đó luôn rồi. Nó là lãng khách nhưng mà tiền thì ít, trời mưa thì nghĩ đến chuyện đi tạm trú nhà người khác, chứ chả còn có được cái lều nữa. Kaya, cái tội lớn nhất của cha nội này là tiếp tay cho mấy vụ khủng bố của Klee, rồi còn bao che hỗ trợ cho con bé nữa. Ayaka, Takara,
Ajato, ảnh nhạt nhòa quá nên tôi cũng chả biết nói gì. Đến cả cái event quay phim kỳ này cũng tự out, làm nhân vật phụ nữa thì thua. Kave, nếu có người nghèo hơn Mona thì chỉ có thể là Kave với đống nợ của ảnh, nghèo đến mức mà qua thế giới của người khác để đi bán đồ lậu để trả tiền luôn mà. Keqing, nếu mà để tất cả đề xuất của Keqing được thông qua thì bộ máy chính trị của Li Wei sẽ phải làm việc 12 đến 13 tiếng một ngày chứ không phải là 8 tiếng đâu. Kirara, tuy đã sống hòa nhập với loài người khá lâu rồi nhưng mà Kirara vẫn giữ được thói quen của loài mèo và thỉnh thoảng lại không thể kiểm soát được bản thân và trèo lên mái nhà để ngủ, thế là cảnh binh lại có thêm việc để làm. Klee, thành tích lớn nhất của Klee thì chắc là nguyên cái khu vực núi Vọng Phong bị cô bé nổ cho biến dạng hình luôn. Kucho Sara, tuy gọi là một lòng trung thành với Raiden Shogun nhưng mà tiểu thư Jae nói thì cô không khác gì một khúc gỗ ngốc nghếch, hay nói kiểu bạn bè thì là rốt đặc, hở tí là đến hỏi Jae chuyện của E. Cookie, Jack of All Trade là để chỉ mấy người biết một tí mỗi thứ mà không giỏi cái gì, nhưng mà với bà hoàng của những tấm bằng và các chứng chỉ thì nó không như thế. Ai lại chán chán thì vô tình thi xong một tấm bằng. Đấy, có bằng nó cũng dễ mà. Mấy đứa học giỏi không nên tồn tại. Qua người tiếp theo lẹ lẹ để tôi đi thi lại giải thích nào. Layla, lúc nào cũng sẽ thấy Layla đang trong tình trạng thiếu ngủ hoặc là nghiên cứu, nên về cơ bản là cô chả có cái gì để bóc phốt cả, chỉ là không biết nhân cách Mộng Du có làm gì chưa thôi. Lisa, nương chờ bản thân chắc là điểm xấu duy nhất của Lisa rồi. Nhiệm vụ được giao thì cũng hoàn thành xuất sắc, chỉ là mấy cái phức tạp thì đã được chuyển giao hoặc là qua cho người khác hết. Lynette, trong mọi trường hợp không nên để Lynette một mình với một thiết bị điện bất kỳ, vì khả năng cao là nó sẽ bị hỏng cho dù đó là máy hút bụi hay máy rửa bát. Linny, thứ duy nhất tôi chê thì chắc là trang phục của Linny, chụp từ cái hông xuống rồi nói coi đây là nam hay nữ đi. Mika, tiểu lượng Mika cực kỳ yếu, chỉ cần ngửi mùi rượu nặng thôi là cậu ngã ngửa ra luôn rồi. Rồi làm ơn cho thằng nhóc thêm đất diễn được không? Mika chắc là đứa 4 sao dễ quên nhất trong cái game này luôn đấy. Mona, tuy cứ ra giả nói là tiền không thể đo được thuật chiêm tinh, nhưng mấy cái sách mấy trăm ngàn mora cô mua toàn là từ tiền đi bói toán không à. Nahida, tuy là trong nhiệm vụ ma thần Nahida nói rằng cô không thích chiếm cơ thể khác, nhưng mà trong phần lồng tiếng thì nói rằng cô từng mượn cơ thể của người khác để hỏi xem Nilu có muốn thảo thần đến coi cô ấy nhảy hay không. Navia, Navia cực kỳ thích nấu ăn, đặc biệt là làm các loại bánh, nhưng thích bày mà không thích dọn, cứ mỗi lần làm xong tuy bánh thì ngon nhưng mà bãi chiến trường cô bày ra thì sẽ nhờ người khác dọn giúp. Nuvillette, vị thẩm phán này tuy không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng rất nhiều thứ có thể khiến ổng buồn, đặc biệt là bất cứ thứ gì quan tâm đến Melusine, không đặc biệt một ai cả, chỉ cần đó là Melusine và người đó có gặp chuyện thì đảm bảo hôm đó sẽ mưa. Giờ Nuvillette có lại toàn bộ sức mạnh rồi, vậy bao giờ Fontaine ngập lụt tập 2 đây? Nilo, cuộc đời Nilo không có gì ngoại trừ việc nhảy cả, vâng tôi tính đó là một cái để bóc phốt. Ninh Quang, có Keqing đặt mua lưu ly tân nguyệt của Minh Tinh Trai trước 3 tháng, tới lúc nhận hàng thì mới biết là Ninh Quang đã hốt hết toàn bộ số lưu ly tân nguyệt cả mấy tháng qua với giá gấp đôi. Noel, Noel quá khỏe nên là mấy cái cây kiếm cứ vung vài phát là hỏng. Wagner, tí nữa phải quy ẩn giang hồ vì xém nữa không rèn được một thanh đủ bền để cô dùng. Chi Chi, nơi nào có drama Genshin thì nơi đó bạn sẽ thấy Chi Chi. Raiden Shogun, có vẻ là do danh xưng lôi thần nên là E không tiện đi ra ngoài để ăn vặt cho lắm, cũng như sợ bị mất hình tượng nên thường xuyên đặt hàng. Khả năng cao là sữa Dango thông qua công ty chuyển phát Comania, nơi Kirara làm việc. Razor, đồng phạm số 2 của Klee, chỉ sau Kaya. Mỗi khi có sự cố xảy ra thì khả năng cao là chúng ta sẽ thấy Razor gần đó đang ôm Klee trên tay, vừa chạy thoát khỏi vụ nổ. Chả biết có tiếp tay hay không nhưng Razor giống như là bảo hiểm an toàn cho Klee vậy. Rosaria, nếu chỉ riêng về hành vi thì Rosaria còn không được bước chân vào nhà thờ chứ làm gì nói đến chuyện làm tu nữ. Và cô cũng là người duy nhất ở Mondstadt có thể phớt lờ Barbara. Kokomi, ước mơ của Mi là trở thành Hikikomori, trốn trong phòng đọc binh thư cả ngày chứ không phải làm pháp sư do tình thế ép buộc. Sayu, trường phái nhẫn thuật của Sayu là Yoho, vì là nhẫn thuật chuyên về trêu chọc kẻ địch nhưng mà sẽ là cầm đại kiếm gõ vào đầu người ta. Shanghe, tuy nói là Shanghe không bộc lộ cảm xúc, rồi bà có nói là bái sư thì cắt đứt phàm duyên, nhưng mà trong phần lồng tiếng của cô thì ta thấy rõ ràng rằng cô đã có lại những cảm xúc của một con người bình thường và quý trọng nhà lữ hành hơn cả. Đúng là cò bịp. Heijo, nhìn thì tưởng là một thám tử lạnh lùng với tài nghệ cao cường, nhưng mà Heijo giỏi thì có giỏi thật, nhưng mà lại cực kỳ thích khoe mẽ và chứng tỏ bản thân mình với những người xung quanh và luôn nhận là thám tử đại tài. Sakro, bé đường có một sở thích sưu tập khá là đáng sợ là thu thập xương, không phải là tiêu bản như là xương rắn, xương chuột các thứ, mà là hàn bộ xương của rồng đất hay là cả mấy khúc xương đẫm máu của Helichurch nữa. Tartaria, trong tất cả quan chấp hành thì chắc Chido là đứa không não nhất, trong khi tất cả các quan chấp hành khác ai cũng có kế hoạch các thứ thì thanh niên này chỉ chăm chăm đi đánh nhau, còn lần duy nhất mà có kế hoạch thì lại bị trong ly dắt mũi không khác gì con lừa. Thomas, ông chủ mặc cả thổ địa Inazuma kiêm quản gia nhà Kamisato, lý do anh có biệt danh thổ địa là vì anh đã xử lý bất kỳ kẻ có mưu đồ bất chính với anh em Kamisato, chỉ cần bạn có mưu đồ bất chính thì một cắc cũng không thoát khỏi tay của Thomas. Tainari, tuy là một con người khá dịu dàng như Tainari lại trở nên cực kỳ nghiêm khắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc huấn luyện các kiểm lâm mới, tuy anh chỉ muốn cải thiện chất lượng của các kiểm lâm nhưng có vẻ vì vậy mà số lượng kiểm lâm mới tham gia càng ngày càng ít đi. Vetti, chúng ta phải nói gì với con sâu rượu này nữa? Next. Wanderer, mỏ hỗn, hết. Weasley, anh là ghế vì không phải bàn.
10 trên 10. Xiang Ling. Nếu nói về chiến công của Xiang Ling thì chắc chắn không thể thiếu hàng chục cái nồi bị hỏng từ các vụ nổ khi cô chế biến thức ăn từ mấy con slime. Xiao. Xiao suốt ngày nói chướng khí này chướng khí nọ, kêu chúng ta tránh xa ra. Lúc mà hỏi anh có thích gì không thì bảo solo thử coi, ta đỡ được mấy chiêu. Sắp hết cứu rồi đấy. Xin Chiu. Xin Chiu có chữ ký rất xấu và suốt ngày chọc chồng Jun. Được nói trên kênh này phải 3 lần rồi, nên là next. Xin Jan. Làm ơn thả tóc xuống đi mà. Xian Jun. Không biết có phải là ngụy biện hay không nhưng mà bà cò từng nói với Sang Hờ rằng tiên nhân sẽ không bị những thứ phàm tục của nhân gian ngăn cản việc tu hành, nên có thể thoải mái ăn đủ thứ món. Vậy là tiên dữ chưa? Yamiko. Lạm quyền ở Inazuma, giây thứ 2 thì không ai dám nhận chủ nhật. Khi mà đến cả mấy đơn hàng mà cốn lào này còn lạm cả quyền để được ưu tiên luôn cơ mà. Yanfei. Yanfei từng nghĩ cô sẽ làm gì trong trường hợp mà cô bị thất nghiệp thì lựa chọn hợp lý nhất sẽ là đi theo Sanjin làm rapper. Cái này không phải phốt, chỉ là tôi kiếm không ra nên quang đại một cái phách vào thôi. Chào chào. Mọi người cứ nói là Chao Chao suốt ngày đi chăm lo sức khỏe hai bà chị Ganju với cả Kê Trinh, chứ cô bé cũng đâu gương mẫu lắm đâu. Chao Chao toàn qua thuyền Bê Đu ngồi ăn hải sản mỗi khi rảnh mà chả đụng tới miếng rau nào cả. Rồi nếu mà Ganju không cản cô bé lại thì giờ trên thuyền có luôn giường của Chao Chao rồi đấy. Jalan, chủ của tiệm trà trên đá và là một con bạc đích thực. Ngoại trừ là một căn cứ bí mật thì đây còn là nơi để cô ngồi tung xúc sắc để máu cờ bạc của mình được bùng lụa. Chơi với cô thì chỉ có hòa hoặc thua, bởi nếu bạn thắng thì chắc chắn sẽ bị lật tẩy trò gian lận của mình. Yomiya. Lúc nhận được Vision cô chả biết nó là cái gì, mà chỉ biết nó có thể phát lửa. Thế là dùng nó không khác gì cái bật lửa, châm pháo hoa rồi nhóm củi, một hồi quảng vào nhà kho rồi quên béng luôn. Cha cô mà không tìm thấy nó thì chắc là giờ cái Vision cũng đóng bụi luôn rồi. Junjin. Sau khi đọc hết phần lồng tiếng của Junjin thì tôi thấy cô giống một cô gái bình thường nhất trong cả Genshin. Bỏ qua khả năng hát tuồng, cô sợ tăng cân do ăn nhiều, nhưng đồng thời cũng rất thích ăn rất nhiều món. Cô cũng sợ sấm sét như bao thiếu nữ khác. Nếu để bóc phốt thì cô là người bình thường nhất trong tất cả các nhân vật nữ của Genshin. Này thì khen nhiều hơn chê này. Zhongli. Ông thần này không phải là không biết định giá với phân biệt giàu nghèo, mà chỉ đơn giản là một cái lý do củ chuế nào đó mà ông méo bao giờ mang tiền theo người cả, chứ chả lẽ làm cố vấn ở Vãng Sinh Đường không được trả đồng nào. Và đó là bóc phốt thói hư tật xấu của 76 nhân vật. Có chi tiết nào mà tôi chưa bóc phốt thì hãy nói cho tôi biết dưới phần bình luận nha. Hãy like và share nếu thấy hay và subscribe nếu như đây là lần đầu bạn đến với MG Gaming. MG xin chào.